quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trang Piu La tổ chức sinh nhật cho con gái tại biệt thự của Bảo Thy. Nữ ca sĩ và cả gia đình đã cùng nhau sum họp tổ chức tiệc sinh nhật khá giản dị cho cục vàng của cả nhà. Thay vì rình rang như năm trước, anh trai Bảo Thy và Trang Piu La chỉ tổ chức đơn giản cho con gái cưng tại không gian sống. Bảo Thy mừng cháu cưng lên 2 tuổi. Vừa qua trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều chia sẻ những thông tin vui vẻ, những bữa tiệc mừng năm mới. Cùng ngày này, gia đình Bảo Thy càng phấn khởi hơn khi đây là thời khắc sinh nhật của cháu gái nữ ca sĩ bé Son, con của Thế Bảo và Trang Piu La. Thay vì chạy show tất bật, giọng ca là con gái phải xinh đã dành thời gian quay về nhà để cùng tham gia vào buổi tiệc đón tuổi mới của cục vàng. Bảo Thy viết trên trang cá nhân: "Happy birthday bé Son, cục cưng của cả nhà, tròn 2 tuổi ngày càng đáng yêu, khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn con nha, chuột chuột." Nếu như tiệc thôi nôi cục cưng này được gia đình tổ chức cực hoành tráng ở một nhà hàng ngoài trời tại quận 7, thì năm nay vợ chồng Thế Bảo lại muốn mang lại niềm vui bằng cách tự trang trí ở nhà. Trang Piu La tâm sự: "Happy New Year and happy birthday em bé Son của ba mẹ. Năm nay làm tiệc tại gia đơn giản do chính tay ba mẹ trang trí, sẽ cố gắng mỗi năm đều tận tay làm cho con để mỗi khoảnh khắc bước qua tuổi mới của con thật ý nghĩa. Ba mẹ yêu con và em Kem rất nhiều." Cả hai không quên chuẩn bị một chiếc bánh kem có hình công chúa để tặng nhóc Tì Bảo Hưng. Tổ ấm hạnh phúc và trọn vẹn của gia đình anh trai nữ ca sĩ khi đủ nếp đủ tẻ. Đặc biệt, cả hai bé trộm vía đều sở hữu gương mặt với nhiều đường nét đáng yêu. Cậu quý tử chỉ vài tháng tuổi đã nhận không ít lời khen về độ điển trai. Trang Piu La dù trải qua hai lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, điều mà nhiều bà mẹ bỉm sữa mong muốn có được. Bảo Thy mang hai cháu sang nhà chồng mới cưới. Nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ khi một trong những điều khiến người đẹp rơi nước mắt khi kết hôn chính là phải chuyển nhà sang biệt thự của chồng, xa hai cháu cưng. Bởi lẽ mỗi ngày Bảo Thy đều ôm ấp các cục vàng này là bé Son, Su Kem, mang lại niềm vui cho nữ ca sĩ. Gần đây nhất, Bảo Thy cũng đón các bé sang nhà ông xã Phan Lĩnh để ngủ cùng nhau. Cô kể, đêm nay hai đứa qua ngủ quậy banh phòng cô bé nha. Dù giờ đây người đẹp đã có một người ngủ bên cạnh nhưng vẫn rất phấn khởi khi có thêm sự xuất hiện của hai nhóc Tì đáng yêu này. Một trong những mối quan hệ chị dâu em chồng thân thiết của showbiz Việt thì không thể thiếu được chuyện của Trang Piu La và Bảo Thy. Dù bà xã Thế Bảo nhỏ hơn em chồng đến 4 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn xưng hô phải phép. Cả hai giữ mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi. Ngoài ra, Trang Piu La cũng tiết lộ cô không mấy áp lực hay khó khăn khi ở nhà chồng và cả trong thời gian chăm con. Bởi lẽ mẹ chồng và Bảo Thy luôn là người trông cháu phụ để anh trai và chị dâu có thời gian riêng cho nhau.